Giám tin, người nam nhân này vốn là nhân viên văn phòng bình thường trên Lam Tinh. Hôm nay lại không hiểu ra sao cả, xuyên việt đến nơi này để tu chân thế giới. Mọi người trong nhà ai hiểu được cả? Ta dĩ nhiên chuyển tiếp. Xuyên việt đến một người cùng ta giống nhau như lúc là ra hỏa trên người. Theo hấp thu nguyên sinh là ký ức, Phương Thần không khỏi cau mày. Khá lắm, tại thế giới này Phương Thần hơn 20 tuổi đi chỉ có luyện khí tam phẩm. Thiên phú kém coi như sao, kiêu ngạo và độc đoán. Nếu như không phải ra thế thật tốt, ngay cả ngoại môn đều không tiếp tục chịu được nữa. Hơn nữa còn bị yêu thú đánh chẳng Hiện tại đan điền vỡ kinh mạch phế cùng một phế nhân không có gì khác biệt. Nguyên thần vẫn còn cùng một người tên là Tiêu Thanh hẹn đấu sinh tử. Hơn nữa cái này Tiêu Thanh phế vận, bắt đầu gia tộc bị diệt, còn bị tử hôn. Dựa vào ký ức, ta còn thấy trong tay hắn có được một cái nhẫn cũ. Khi thật cái này không ổn với khuôn mẫu nhân vật chính sao? Đây quả thực là thiên đồ bắt đầu hả? Cái nào kẻ xuyên việt không phải lên trời xuống đất? Vòng tròn các ngươi nói yên lành, không nên đi trêu chọc bọn kia Tiêu Thanh để làm chi hả ai? Hệ thống đang kích hoạt. Lưu ngón tay vàng của ta đi. Cho dù ngươi là số mệnh người ấy, ta có hệ thống cũng không hư. Hệ thống chính thức kích hoạt. Hệ thống này đen lừa túc chủ qua đời một cách hoàn mỹ. Tốt hơn thúc đẩy số mệnh người ấy là lớn. Hệ thống cái gì gọi là đưa ta đi thế? Ngươi là nói ta còn là phải chết? Không sai, túc chủ rồi vượt qua đời trước. Hôm nay hệ thống xuất hiện chỉ là vì để cho túc chủ phát huy sinh mạng sức lực còn lại, cương đẩy sự phát triển của con cái, cho cái thế giới này khế trường người ấy lớn sẽ. Túc chủ cũng có thể an tâm cho tặng thủ cấp. Đến lúc đó toàn bộ thế giới đều phải cảm kích túc chủ. Là số mệnh người ấy là cầu đạo hành trình, làm ra quan trọng cống hiến. Kiểm tra thấy ý vị người ấy Tiêu Thanh. Ở Tiêu Giao tôn giả dưới sự trợ giúp, Tiêu Thanh đột phá đến luyện khí tứ phẩm. Trong tương lai cùng túc chủ quyết đấu thì đột phá đến thất phẩm. Đồng thời còn có thể vượt cấp chiến đấu cùng bát phẩm. So sánh sinh tử chi tế, có thể ngắn bộc phát ra luyện khí cửu phẩm chiến lược. Quý vận người ấy mở ô tô coi như sao? Hiện tại thật vất vả có được là hát. Thế nào để cho mình đi đi quý vận người ấy tặng thủ cấp? Vì để cho nhân vật phản diện là túc chủ tốt hơn thúc đẩy Tiêu Thanh, đánh ra chiêu xoay người xinh đẹp, khiến cho danh tiếng rung động, thản nhiên tông hệ thống, đem giao cho túc chủ luyện tận tu vi tu vĩ. Kiểm tra thấy túc chủ không có tu vi cũng không công pháp. Vô phương dành cho Tiêu Thanh đủ cường đại là sinh tử áp lực. Tiêu Thanh phương pháp tấn công mạnh mẽ nhất là ảm sát và chiêu thức mạnh nhất cương khí quyền. Cùng đã là túc chủ tự động tu hành, hy vọng túc chủ cùng số mệnh người ấy trong chiến đấu ra tay toàn lực. Thông qua túc chủ giống nhau chưa tiếp thu được lĩnh ngộ. Đột nhiên cảm thấy hệ thống này cũng không còn chán ghét như vậy, không có biện pháp hắn cho thật sự là nhiều lắm. Hệ thống Tiêu Thanh là tư chất hiện tại khẳng định đã khôi phục. Ta đã là kẻ thù lâu năm của hắn, ta cũng phải có tư chất giống như hắn mới đúng. Cho dù túc chủ tư chất cường đại, cũng sẽ không cho bỏ cuộc vận người ấy làm sinh tử áp lực. Không cần thăng cấp, túc chủ không cần cân nhắc nhiều như vậy, mời chuyên tâm làm tốt sinh tử đấu chuẩn bị. Không được dựa theo cầu hệ thống tính toán, ta cho dù có tu vi, ta cũng khẳng định đánh không lại Tiêu Thanh, ta còn phải chạy trốn. Nửa ngày sau sáng sớm âm mặt đi trở về, bởi vì thí sinh tử đấu, nửa tháng sau phải trở về, bằng không sẽ do trưởng lão tự mình xuất phát đi bắt về, đồng thời còn có thể trừng phạt nghiêm vì sao phải tham gia cuộc chiến sinh tử. Cái này chết tiệt ta cũng không phải đưa lập thế ước sinh tử. Chỉ cần hai người đồng ý là được giải trừ. Tiêu Thanh chính là vừa mới nhận được sự giúp đỡ của lão gia. Và đây vì sao không qua cùng hắn hữu hảo giao lưu một trận? Đây chẳng phải là lập tức có thể hóa binh khí là ngọc cốt, thuận lý thành chương giải trừ sinh tử khế đi? Rồi tu luyện tới luyện khí tứ phẩm, không nghĩ tới sư tôn cho công pháp, pháp mạnh mẽ như thế. Phương Thần, ta hiện tại cần máu của ngươi, để cho toàn tông người của biết cái gì là khi nhục ta Tiêu Thanh là trả giá. Thử nghiệm mới.